Chữ ở đây nào? Chữ ở đây nào? Ở với nhau không được đánh nhau nhá. Dưới là thịt nhưng phải biết thương em nhá. Dưới ở lâu hơn thì dưới phải biết thương em. Em mới về ở với mình đấy. Yeah.
Con đây. Mình yêu quá. Đi, đi xuống nhá. Làm nhà cho ở nhá. Nào, xuống dưới trông con nào. Nằm xuống này cho con bú sữa nè. Nằm xuống. Nào. Cho con bú sữa nhá. Nè này. Muôn bút kia về bác vào đây ngủ đó. Ôm con cơ. Nào con, nào mình đè con nhá. Đè con rồi. Từ ra. Đây. Đấy, ở đây nuôi con nhá.
Chạy em xuống nè.
rồi, đi xuống dưới đi. Đấy thôi, đi xuống dưới ở đi. Hai thằng. Nào. Nhắm.